chợp mắt xíu đã sáng dậy rồi. Mình hôm qua mình bắt cái con hồi cậu ra coi về mai tích nè, khổ quá trời luôn. Kêu mình là gì ấm đi trời ơi, hình như con núp nè sao á đây. Cái gì vậy? Coi gì vậy? Mình leo trên đây núp mà mình nghe mình đang ngủ nhưng mình mơ con núp nó kêu mình đây. Sao các bạn đã nằm cái giường ở trên ơi lấy đồ gì ăn cắp đồ. Trời ơi mày thấy cái trời ơi tưởng cái gì trời, đi tao đi tao đi nằm một chút coi mày chơi mày ngồi mày phá tao hoài nó trời ơi nó đập gãy cái giường mình luôn mày biết không. Trời ơi mày biết gì không, mày tao quên tắt chế độ thần thánh mày ơi, hèn gì hồi nãy tao cảm giác tao ngủ hoài không có được. Hèn gì để chế độ thần thánh ngủ không có được các bạn ơi. Từ đợi xíu coi, sắp đặt cái giường cái đã, rồi qua thì ngủ không có làm gì được hết trơn á. Rồi mình phải để chế độ thần thánh để vừa sửa thành công được con Kyuri các bạn ơi. Ủa vậy hôm qua nó dùng chế độ thần thánh nó sửa cho con Kyuri của mày nó trở về dạng mày nói thu anh kêu anh này nè coi nè. Ui, cái con của mày. Trời. Thấy chưa, Kyuri của Yeti được nâng cấp rồi. Đi quýnh sao của cô coi. Trời, con Kyuri của núp được nâng cấp đó các bạn ơi. Nhìn kìa. Ui, hình như nó mọc thêm gai góc trên đầu của nó. Ui, giờ nhìn ghê hay. Oh my god các bạn ơi. Giờ nhìn. À đúng rồi, trong khi mình được chế độ thần thánh được 1 phút thì mình đã có được cái đại gia đình của Cyberpunk á, nó đã xuất hiện ra một cái dạng god và mình may mắn đã có được luôn. Hay đâu phải mình núp được mọi người, đó là do server One vừa chỉnh á, thì con Kyuri của con Rodon của mình ai đêm ra núp được hết hồn với núp ơi. Tao tức quá, tao đem cái con ra để tao đi bắt cái con Mewchu kìa, con Mew Bro đây nè, qua cho mày coi nè, ra sưng cho mày coi nè. Tính nè, giờ mới làm xong sáng giờ ngủ cả giờ chuẩn bị đem ra cái giờ mình hết buồn ngủ luôn các bạn ơi. Từ từ đem ổ bánh mì ra gặp cái đó. Trời, đem bánh mì mà kem khoai tây. Được rồi, gặp xong ổ bánh mì nè mình sẽ cho mọi người coi cái dạng thần thánh nè, chế độ ngủ thần thánh của Groudon. Nếu mà mày sẵn sàng chưa? Nhìn cho kỹ vô nha. Ủa cái quăng lộn con Miu mày ạ. Thấy gì chưa? Cái dòng gì vậy? Trời ơi, đây là chế độ thần thánh của con Rodon đó con ơi, mày nhìn đi. Của nó. À không phải, con Rodon nó kiểu như là nó được kế nhiệm cái vòng thần của con Diaga. Nên là trên lưng nó có cái vòng thần nè. Thấy không? Nó lộ luôn con gì ta? Asus là đấng sáng tạo đó. Nó tạo ra được cái dòng trên lưng con này kiểu như là dòng tròn sức mạnh của quỷ dữ các bạn. Và bên hông của nó là có những cái gọi là cái xúc tu, cái gọi là cái mắt xích của con Isaac mọi người. Kiểu như thêm vô, gắn thêm sức mạnh vô của cho con Rodon. Và hình như mình thấy là Rodon như là sửa cái gì, có cái cơi sừng trước mặt là to hơn là. À, mày muốn solo? Ok luôn, dám rủ mình solo với lại con Cyber Carry. Được, ok luôn, mình đâu có ngán đâu các bạn. Vô. Rồi tao đâu ngán đâu, mày vô mày quýnh. Xin lỗi tao coi. Ê tao đây luôn, quýnh luôn, sợ cái gì. Ủa lộn con rồi, lộn con rồi. Tao lộn. Sao nó quăng ra đánh con này đầu tiên nhỉ? Con đầu tiên đây mà. Đây. Rồi ok, quăng lại nè. Đây. Ủa gì vậy? Trời ơi, con gì vậy? Con hươu này dám quýnh lộn Rodon à. Sai lầm sao lớn rồi đó. Từ để thay đổi con kia lên đầu nè. Từ hồi mẫu luôn cái đã. Trời ơi, solo chế độ thần thánh thì ok.
Rồi, để thẳng solo luôn tí nữa mình bắt con Kairi sau nè. Rồi, núp đâu, 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 đâu. Rồi, ok, solo luôn nào. Chế độ thần thánh. Ôi, ôi, các bạn ơi, nhìn con đấu đôn đẹp thực sự các bạn. Rồi, đây, 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 đây. Được rồi, bây giờ mình sẽ dùng chiêu đặc biệt. Ê, lão hả bưởi, không có suy nghĩ đâu. Ê, sao đánh đầu thế ta, nó đánh đầu chứ hả? Ừ, mình lại quên mọi người. Từ từ, đợi búp cái đã. Rồi, búp búp lên cá là mới đánh mới đầu. Ha, à, vẫn yếu, yếu nè, yếu nè. Ớt, à, mình sẽ dùng chiêu ớt quay động đất. Ú, chết, 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 chết. Nó chơi cái chiêu gì mạnh quá vậy? Ờ, chứ chú lửa nó không suy nghe luôn. Mày láo hả? Được rồi, thử đêm con đia nga nè quýnh. Ơi, cái dạng bớt nó mạnh quá. Được rồi, mình sẽ chơi chiêu sắt trước mọi người ạ. Omegan lưu Iron Tail nè. Cái gì? Mạnh chứ hả? Ồ, ghé ông suy nghe rồi, nhìn nè. Mỏng vút rộng nè. Đỡ chiêu này mới ghê. Ui, quýnh con này. Ủa sao con quýnh này trâu quá vậy ta? Trời ơi, con cao đi của Yeti đã nâng cấp rồi, thấy nâng cấp được chưa? Ôi, này nó cảm giác nó mạnh hơn thường ngày rất rất là nhiều các bạn ơi. Ui, quýnh mà nó cảm giác nó rất là trâu nha. Nhưng mà nói thì nói chứ quýnh sao lại con Diaga kết hợp của Quan được. Ôi, con Diaga. Ôi, con này có chớp mắt luôn chứ đừng có đùa. Ai, con này ha, con này ha. Ôi con này 11 báu mà nó chết rồi. Kiểu gì mà chịu nổi. Ủa, mình báu nó không mất máu mà ta. Ui sao mình quýnh nó không có chiêu rộng nó được. Nè, chiêu rộng được. Động đất nè, động đất là chết 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 luôn rồi. Ui động đất không xin nghe mọi người ơi. Flat cannon nè. Đây, chiêu sắt vô là đợi nổi. Iron Tail, đó, thấy chưa? Con này giờ cấp cao lắm rồi, nó 137 cấp rồi. À, Rayquaza nè, nãy giúp cho đội hình siêu viết cho mình. Nè, Rayquaza, Rayquaza. Ui, con Rayquaza đây sao quýnh mạnh vậy? Ui, trời ơi, con Rayquaza nó mạnh. Rồi, hết quân rồi, tao hết quân rồi. Rồi, mày đợi đây, tao chưa đem hết quân rồi, nãy tao đem có hai con rồi đó. Được rồi, bây giờ trời sáng các bạn. Các bạn ơi, rồi hôm qua là bắt không được đúng không? Hôm nay nhân tiện Bill ở gì Terry thức tỉnh thêm một dạng mới nữa các bạn. Đó là cái dạng kết hợp với lại con Asset God nó các bạn thấy không, ghê chưa? Có chồng tròn của Asset ở trên lưng luôn, còn của Núp thức tỉnh là cái dạng gai góc mọc lên nhiều á. Đó còn Carry thì nó sẽ xuất nó được thêm một cái dòng của đấng sáng tạo. Cái lộn con đau đôn chứ lộn đau đôn. Nó được thêm vào vòng tròn của đấng sáng tạo bảo hộ các bạn ơi. Ui nhìn kìa, nhìn kìa. Ui nhìn ngầu giả mây các bạn ơi. Ui nhìn đúng ngầu luôn. Ý con kẹo dẻo kìa. Được rồi Né ra coi. À bây giờ mình đi săn boss kiếm kẹo dẻo à. Rồi bây giờ thì mình vẫn như này. Mình sẽ bỏ Pichu vào trong các bạn ơi. Rồi ok chúng ta sẽ dùng sắt. Bên đây mình quyết tâm mình bắt lại cái con hứa kia mới được mọi người. Rồi né ra. Umbala siêu. Hôm nay mà không ra được thì mình đốt luôn cái máy này luôn. Khỏi dùng nữa các bạn ơi. Trời ơi trời. Nói các bạn như kia. Một phát một là ra luôn. Oh my god. Bây giờ mình sẽ chinh phục nó cho mọi người coi nha. Rồi bây giờ mày sẽ không có khái niệm gì mà chống này ta đâu cái con nhóc cà chớn này. Rồi bây giờ á mình cấp cao quá rồi, mình không dám dùng chiêu rồng mà sợ cái nó chết quá các bạn ơi. Thôi cứ dùng ít đùa cho chắc đi. Đó rỉ máu xuống này đó, 1 lần 20% máu nè. Ui con này đẹp quá đó ơi, nhìn kìa con mắt của nó chớp kìa. Ôi đỉnh nha mọi người ơi, đây là hệ siêu vip luôn. Rồi 20% rồi nè. Rồi bây giờ thì mình có thể dùng quả bóng. Hôm nay á, dùng River Ball nè. Mình cay lắm rồi các bạn ơi. Gần như là cả ngày hôm qua mình bắt luôn các bạn mà không được luôn. Đây. Bắt đầu nữa rồi đó. Bắt đầu nó cứ đạp bóng liên tục. Hôm qua đã đạp bóng của mình quá là trời bóng luôn, làm mình ngủ gứt cả đêm trời ha.
ơi, tính ra mà quăng cái quả bóng này vô nó không thèm nhận, nó không thèm nhận luôn á. Tính ra nó chê cái bóng luôn á, mà bóng nó đẹp quá nó chê luôn á. Ôi trời ơi, cứ nghĩ ra được mọi người, mình tại vì mình bắt cái con là mình sợ luôn rồi. Mấy con này nó biết quá mẹ, thằng nó bắt nó sợ vãi nồi luôn. Ôi ôi mẹ, hôm qua hành một ngày rồi, hôm nay thì giả bộ hiền 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 xíu đi để về đội quân tia chớp của anh nào. Ôi tưng rồi, tưng nó tưng rồi kìa. Oh my god, trời ơi, mình cầu xin nó chấp nhận các bạn ơi. Ảo vậy. Oh no. Ôi Mewtwo robot, trời ơi, anh bắt được rồi nè. Ôi con này à, siêu linh Aurafi, ok. Và bây giờ để coi thử nó có năng lực nó như thế nào các bạn ơi. Bây giờ đây rồi. Ôi bây giờ mình có để chế độ này để hình Pokemon nó ra vui hơn các bạn ơi. Trời ơi, cuối cùng là mình đã sở hữu được em ấy rồi. Ui ngầu dã man luôn. Ui làm quả bóng này nữa chứ. Ui bay được luôn nè. Ôi được rồi. Để của anh học cái bộ skill của nó để solo lại nha. Bây giờ nó chưa có skill gì đó, bây giờ phải học skill của nó là solo lại nha các bạn. Không mà từ đã solo bây giờ lỗ lắm ơi. Mới học skill xong giờ solo, đợi xíu coi đi quýnh mấy thằng boss đã, đi quýnh không lại. Ui mạnh lắm. Đâu, để quanh quýnh boss đã. Đây, Sengoku. Ôi, Sengoku không biết này quýnh lại không các bạn ơi. Sengoku nó mạnh lắm các bạn ơi. Nó được mệnh danh là khứa đầu làng ở trong cái ngôi làng của mình mọi người. Núp trong này làm gì vậy? Sengoku. Rồi, dùng chưa? Aurafi thứ hai nào. Ôi, nó trâu lắm các bạn ạ. Ui, nó trâu kìa. Đồ luôn, nó trâu quá. Ui, mẹ ơi, nó quýnh mất máu quá. Được rồi, đổi con. Mình sẽ đổi cái con Diaga ra. Đây, Diaga này ra. Vậy kết hợp đi. Phải gọi là bố của con này luôn. Earth Power nè. Đó, đầu chưa. Trời ơi, con này nó mạnh. Giả mang rợ luôn các bạn ơi. Đấy, được rồi, qua thích từ đợi qua luyện lên 100 level đã. Ui, luyện được cái stone nè, ngon lành. Còn con boss này nữa không? Có con boss này. Ui, mình thấy con boss rồi. Đây rồi. Con ong khổng lồ. Rồi, sẵn tiện qua đây heal máu luôn nha. Rồi, con ong khổng lồ để quýnh. Nghi con này quýnh không lại núp của mọi người, núp nó mạnh lắm. Còn đứa nó đang theo đội hình siêu VIP Pro. Gì vậy? Con ong chúa này. Đây. Ui, ong 170. Đây nè, mắt thử coi nào. Ui, đây nè mắt. Ui, như siêu nhân đứng ở trong một cánh rừng khổng lồ các bạn ơi. Ui, chiêu này quýnh được các bạn ơi. Ủa, nó rút độc à. Ôi 170 nha. Chấp 90 level luôn các bạn. Ui Future Sight. Được luôn mọi người, đỡ quá chiêu này luôn. Một candy. Quá là ok luôn. Ôi được. Bây giờ một solo 100 nha. Đợi xíu nha, nấp kiếm boss đây của anh. Của anh liền nốt cái con này lên level 100 à. Solo. Chọn nha một con nha, chứ đánh một nguyên đội hình chơi là bởi đó. Đây một con. Trời nhìn này cứ tưởng Sengoku mọi người. Này là Sengoku Fake. Con này chưa phải là thành boss thành ra. Mấy khứa rùa đâu ta, mấy khứa rùa ngày nào nó cũng ra nó ngồi nó trêu chọc mình mà sao này không thấy con nào ta. Ôi ai đây rồi. Đúng là Sengoku ở làng mình nó xuất hiện nhiều giả man luôn. Rồi, để mình qua mình đấm cho nó. Rồi, để xuất hiện đội hình nè. Ui trời. Rồi, đây. Ui, bà đi cái tướng à. Ui. Con này thì nói chung là mình sẽ phải Dynamax lên quýnh hồi nãy mọi người. Ui, Dynamax lên quýnh dữ lắm nha. Ui, mạnh lắm các bạn ơi. Mấy con này Dynamax lên đúng gọi là siêu nhân luôn á. Nó hơn 110 level các bạn.
Trời ơi, các bạn coi kìa, nó đấm kìa. Nó đấm không còn cái nịt luôn. Rồi, rồi. Tầm một con boss nó bay, một con boss nó nãy giờ mày xong thấy mày kiếm boss tao mày đi liền level, không mày đi săn boss mày kiếm master ball đúng không? Không có không dễ. Thấy con Rồi, để liền mấy con này lên cái điểm điểm thân thiện. Rồi rồi rồi, hồi máu cái nào. 100 level rồi, solo 100 nha má. Má chơi solo hơn rồi. Chọn chọn con đi nha. VIP mà để coi mình quấn lại tao không, mình kêu VIP trời con này đẹp giả man, chắc mình nghĩ là đâm nó mà sẵn ngay qua đầu luôn á. À, con này nè, một đấm ôi có cái cộng hành luôn nè. Boss, ôi con boss này khó, hơi khó bắt đấy. Ok thử nào. Này khơi khơi bị khó khó điều khiển các bạn ơi. Ui quăng thế mà hụt kìa. Ủa đâu rồi, nó đâu rồi? Ồ mày cao quá. Ôi nó mất luôn rồi. Ôi nó sợ nó mất luôn rồi, nó sợ nó mất luôn rồi, quanh bay cao nó mất luôn rồi. Quýnh solo với nó luôn nhưng mà nó khôn quá, nó bay cao quá, bắt nó bắt không được. Ôi trời, con chim nhỏ này nó quýnh mình luôn kìa. Thôi được rồi, của anh ơi sẽ dùng dùng candy, đúng rồi, động định dùng candy nè, 3 candy nữa chứ mấy là được chứ gì đâu. Nè rồi 98 cấp rồi nè, có được viên candy 99 cấp nè. Đâu mất tiêu à, cái đi bự này ăn được nhiều cấp đó các bạn ơi. Rồi ok luôn, 100 cấp rồi nè. Rồi bây giờ không, nó cầm mũi, nó cầm quá trời nha. Được rồi, bây giờ các bạn ơi, bây giờ solo với núp với lại cái combi robot này hôm nay mình đã chinh phục được. Trời ơi, hôm nay xinh đúng hơn luôn, lần trước là mình quá ha, là mình làm quá trời trời luôn, không ai có boss nữa nè. Thôi không được, 100 level các bạn ơi. Rồi để bây giờ mình solo với núp nha. Rồi núp sẵn sàng như vậy, chọn như mới lâu như vậy các bạn con nhỉ. Rồi được rồi, mấy con kia của mình VIP pro quá, thôi mình solo một con đi các bạn ơi. Lúc nào theo ý kiến của mọi người là ứng solo bao nhiêu con, mọi người có thể bình luận bên dưới để góp ý cho mình nha. Rồi ôi rồi à, dám Rayquaza server bên à, được lắm, thì mình sẽ chơi robot đấm nấp luôn. Đã, lên nào. Rồi ok, rồi bây giờ giờ sẽ xem Mewtwo robot đánh bại Rayquaza Cyberbin của núp. Được rồi, nhớ là Dynamax lên nha. Bây giờ chúng sẽ Dynamax lên và đấm. Quay mình đứng lên y như là con robot khổng lồ, đúng là robot luôn các bạn ơi. Ồ chịu được. Ây da, Dynamax nó chậu lắm các bạn ơi. Ui cái chiêu Aura Phi gần như nó không tác dụng. Mày cảm giác con này nó cắn đầu đầu quá nha. Ui nó này nó cắn đau quá mọi người ơi, nó miếng nhỏ. Ui nó cắn đau quá các bạn ơi. Ôi nó quấn mạnh. Ơi nó cũng rồi quấn lại rồi, mi chu nó quấn lại đâu đôn. Quấn lại đang có giá các bạn ơi. Bãi nồi. Ôi con rây qua da con núp mạnh quá các bạn ơi, quấn lại các bạn ơi. Ừ con mi chu này quấn lại con rây qua da được. Ui con nó mạnh quá nhưng mà mấy con boss này quýnh lại. Cay cái nhờ, con này quýnh không lại. Con này hơi ảo nhờ. Ơi mình có 2 chibi sẽ chết luôn các bạn ơi. Phiêu trời sai. Ui con này quýnh chứ trên 30 level. Ui hồi nãy mạnh lắm mà. Này à quên, hồi nãy ra nó mắc lên. Đúng rồi. Ui Suiken xuất hiện đó kìa. Ui con boss Suiken xuất hiện kìa. Hiện thoại suy kênh các bạn ơi. Ôi đánh hệ điện này ngon nè, hệ điện ngon nè. Đây nè, đứt đứt xuất hiện nè. Con hiện thoại. À để quên phát bằng quả bóng đứt
Bolt ban đêm cho mọi người coi. Chinh phục bờ hiện thoại á, biến cả sư kình bắn quả bóng kết Bolt. Trời ơi, quăng luôn hả? Quăng luôn chứ mới ngầu chứ, bây giờ quăng luôn mới ngầu bắt vậy nè. Mới ngầu tại vì mình chưa biết cách mà tiến hóa con này, không biết con này có tiến hóa không nên nó bắt thử luôn mọi người ạ. Nó có breaking mà nó bị break cái bóng không? Cái này phải quăng chuẩn nha, hình như là ở cái lần này á mọi người, phiên bản này mình phải cần quăng chuẩn chuẩn bóng chứ mình quăng hụt á là nó bể bóng luôn. Ôi hình như quăng cái free luôn, nó bị free luôn các bạn ơi. Ôi bể bóng rồi, hình như bể bóng rồi bắt đầu rồi. Ui ui bể bóng liên tục luôn kìa. Oh my god. Ôi không bắt được rồi, hơi khó bắt. Bắt kiểu này nó bị quấn yếu cơ. Ôi lắc hai cái luôn rồi đó, lắc hai cái con nghe được ấy. Ê sao con này nó không chạy nhờ, sao con này nó không chạy nhờ. Mấy con khác là chạy rồi. Ê sao con này không chạy nhờ, mình cũng không hiểu lắm mọi người. Legion hình như là không có, hình như nó ảo là do ban đêm. Ôi bắt hết bóng rồi, không được bạn ơi. Ôi chịu. Con này phải đánh bại nó. Thôi được rồi các bạn ơi, để bữa sau mình sẽ kiếm cách tiến hóa mấy con đó. Các bạn nhớ đây là bình luận bên dưới cho anh biết nha. Và hôm nay mọi người thấy không, con Mewtwo robot của mình nó tia mạnh á, nhưng mà con này qua da, nó Mewtwo không có lẽ đang qua da các bạn ơi. Nhưng mà con này được cái là nó quá đẹp các bạn ơi. Nhìn nè. Ôi các bạn nhìn đó kìa. Ôi ngầu dã man luôn. Rồi kệ, con này sẽ vào bộ tập tiến hóa tất tỉnh của anh nha. Và mình có con kia mình không thích dùng, mình không thích dùng con Diaga thôi, với Diaga mình bẻ đầu con đang của dạng rất dễ dàng luôn á. Bữa giờ nó âm mưu gì mà nó liền một cái mon mạnh dữ ta. Thôi được rồi, bữa sau mình sẽ tìm con mới nữa cho mọi người coi nha. Và mọi người đừng quên like cũng như subscribe cho quanh, và mọi người đừng quên á là được góp ý kiến lại cái con cái dạng vừa kế thừa của Isaac của con Rodon nó như thế nào. Các bạn nhớ để lại bình luận bên dưới nha. Trời ơi, mình thấy thật sự hôm nay sẽ hút hai cái dạng này gọi là khủng khiếp luôn á, mọi người không? À, quá là pro và ngầu luôn đúng không? Được rồi, nếu mà video của mình hay thì mọi người nhớ để lại like cũng như comment bên dưới cho mình biết nha. Và bye bye, và hẹn mọi người ở video tiếp theo nha. Bye bye.